Hello anh em, chào mừng em trở lại với kênh của Thiện Halay Sala quận 2 nha. Nay Thiện có một chiếc xe đã qua sử dụng, giá rất là tốt cho anh em, chỉ khoảng 40 ít thôi. Đó là chiếc Twistbox 2019 Full Plug phiên bản bánh căm. Thì 2019 thì cái giá xe nó đã khá là mềm so với lại 2018 nha anh em ha. Tại vì nếu như mà anh em mua cái xe này vào thời điểm 2018 nó sẽ rơi vào khoảng 700 mấy chục triệu. Còn cái giá xe này khi mà anh em mua vào khoảng 2019 đã được lắp ráp tại Thái Lan, được hưởng cái ưu đãi của thuế, thì anh em chỉ mua xe này ở tầm khoảng 580 triệu thôi. Ok, cùng Thiện xem coi xe có gì nha anh em. Trước mắt anh em đó là xe được độ yên rồi ha, ngồi rất thoải mái, yên đôi liền. Đây, made in USA luôn nha, rack specialist. Yên này khá là thoải mái anh em ha. Rồi đặc điểm của chiếc xe này là bánh căm rất là đẹp. Đây, đèn led luôn nha anh em, có sẵn chống đổ luôn. Máy 107 là tương đương với 1745 cc. Bô thì đã được móc rồi anh em ha, nghe rất là uy lực. Biển số Sài Gòn luôn, gì nữa không ta, đèn coi nha. Cơ bản vậy thôi anh em. Bình xăng của chiếc Twistbox này là 13,2 lít, chiều cao yên của nó là khoảng 680 mm, thì cái chiều cao này khá là hợp với những anh em mà khoảng 1m6 độ lên. Xe thì trọng lượng chỉ 286 kg thôi, nhưng mà cái phân bố trọng lượng của xe rất là dễ chịu anh em ha. Khung sườn Softail, chiếc Softail rất là tuyệt vời. Và odo của xe, để anh coi coi, 17.200 mile. Tính ra nếu mà 2019 17.200 mile thì là đây một chiếc xe cũng gọi là siêng chạy chút xíu, nhưng mà chất xe và máy móc là hoàn toàn bình thường, ổn áp nha anh em. Lịch sử hãng, bảo dưỡng đầy đủ, khá là ổn cho một chiếc xe Softail rất là phong cách. Và cái giá rất là đã nha anh em, 439 triệu. 2019 đã 439 triệu rồi, anh em đã có thể sở hữu được một chiếc Softail của Harley Davidson. Cái giá này á, nếu như mà những cái thời điểm mà tình hình giờ xe nó hơi chậm, nên giá xe Harley bây giờ cũng khá là tốt anh em ha, cả xe mới lẫn xe cũ luôn. Chứ cái giá này nếu như hồi xưa anh em chỉ chưa có thể là mua được một chiếc 48 Death Cao luôn đó nha, chắc là Death sau đó. 48 thì chỉ là Sporter thôi, còn đây anh em có một chiếc Softail, một dòng cao hơn, máy móc xịn hơn, khung sườn cứng hơn, ổn định hơn, quá ok luôn anh em. Đó, đèn cực kỳ sáng, đèn led mà. Cái xe đang có tại showroom Harley Davidson Sala quận 2, anh em quan tâm xe liên hệ Thiện nhé. Hiện để thông tin ở góc phải màn hình như cũ. Anh em mà thích video của Thiện cho Thiện xin một like, một subscribe, và anh em cần có câu hỏi gì, cần tư vấn gì cứ để lại bình luận dưới comment nhé. Cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày thật vui vẻ nha.